Có nhìn rõ không? Vì hôm nay trời nó ở đây trời nó đang âm u, đang mưa nên là chất lượng đường truyền nó sẽ không được tốt lắm đâu. Nhìn được không các em ơi? Mọi người nhìn được không? Nhìn được thầy ạ. Chuyển sang chế độ này xem nhìn nó có rõ hơn nữa không? Ta vào nội dung của bài nay thì buổi nay chúng ta thực hành bài số 12, cũng là bài cuối cùng về phần thực hành của phần học phần giải phẫu của mô đun y học cơ sở 1, đúng không? Bài thực hành các mô hình cơ quan thính giác. Thì như chúng ta đã biết ấy, thì cơ quan thính giác của giải phẫu chúng ta chia ra thành 3 phần, đúng không? Cơ quan thính giác thì nó rất là phức tạp, chia 3 phần, đó là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Chúng ta đi vào từng phần một của cái nội dung của bài trên các mô hình. Thứ nhất là tai ngoài. Tai ngoài thì nó bao gồm cái loa tai và lỗ ống tai ngoài, đúng không? Thì trên cái màn hình các bạn thấy đây là cái loa tai, đây là loa tai và đây là cái lỗ ống tai ngoài, đây là đây lỗ ống tai ngoài. Thì đối với cái loa tai ấy, thì các bạn xác định chỉ xác định là các cái mốc giải phẫu trên cái loa tai, đó là cái mặt ngoài của loa tai, mặt ngoài hay mặt trước mặt này. Còn cái mặt ngược lại thì các cái chỗ lồi lõm nó lại ngược lại so với cái mặt trước của chúng ta, chung vào cái mặt ngoài này thôi, nó trình ra mô tả được cùng mặt ngoài. Thì các cái chi tiết giải phẫu ở cái mặt ngoài loa tai, chúng ta đi vào các cái chi tiết. Thì thứ nhất đó là cái xoắn nhĩ ở chính giữa loa tai, nó có cái xoắn nhĩ hay xoắn tai, xoắn nhĩ hay xoắn tai. Ở xung quanh xoắn tai có bốn cái gờ, bốn gờ nó đi xung quanh xoắn tai. Cái gờ thứ nhất các bạn gặp thì là cái gờ luân, các bạn thấy đây gờ luân. Gờ luân nó đi từ xoắn nhĩ này đi lên trên, sau đó nó vòng ra sau xuống dưới, đúng không? Xuống phía dưới của cái tai tai. Đây là cái gờ luân hay là gờ vành xe. Ở phía trước gờ luân thì đây là cái gờ đối luân, đây gờ đối luân. Và ở cái đầu trên gờ đối luân thì có hai cái trụ, hai trụ đối luân là trụ trước và trụ sau. Nằm giữa hai trụ đối luân thì đây là cái hố tam giác, tam giác có sách gọi là hố thuyền. Và cái rãnh nằm giữa gờ đối luân thì chúng ta gọi đây là cái rãnh luân, rãnh luân hay có giáo trình người ta cũng gọi đây là cái rãnh rãnh thuyền đấy nhé, giáo trình gọi là rãnh thuyền. Đấy là về cái gờ luân, gờ đối luân và cái rãnh rãnh luân. Hai cái gờ còn lại là gờ bình nhĩ và gờ đối bình. Thì cái gờ bình nhĩ trên cái mô hình này các bạn thấy đây thì nằm ở phía trước lỗ tai ngoài, thì đây là cái gờ bình nhĩ nhé, gờ bình nhĩ nằm ở phía sau nó thì đây là gờ đối bình nhĩ, và nằm giữa gờ bình nhĩ và đối bình nhĩ thì đây là cái khuyết gian bình, cái khuyết này khuyết gian bình. Đấy là toàn bộ về bốn cái gờ của cái loa tai nằm xung quanh cái xoắn nhĩ cái xoắn tai. Thì gờ thứ nhất là gờ luân, đây nó gờ luân. Thứ hai là gờ đối luân. Đầu trên gờ đối luân thì có hai cái trụ đối luân, trụ trước, trụ sau. Nằm giữa hai trụ đối luân thì đây là cái hố thuyền hay là hố tam giác. Và cái rãnh nằm giữa gờ luân và gờ đối luân thì đây là cái rãnh rãnh luân. Còn ở phía trước lỗ tai ngoài đây là cái gờ bình nhĩ và phía sau là gờ đối bình nhĩ. Và khuyết nó nằm giữa gờ bình nhĩ và gờ đối bình nhĩ thì đây là khuyết gian bình. Mình đây là một các cái gờ của cái loa tai nằm ở xung quanh cái lỗ cái xoắn nhĩ, và phía dưới cùng của tai thì đây là cái dái tai, nơi nó không có sụn, nó chỉ có các cái tổ chức mỡ rồi là mạch máu nó cũng ít, rồi thần kinh các nhánh thần kinh ở đây nó cũng ít, đây là cái dái tai. Thì đây toàn bộ về cái loa tai. Tiếp theo là cái lỗ ống tai ngoài. Thì các bạn thấy đây là cái lỗ ống tai ngoài, đây là ống tai ngoài. Lỗ ống tai ngoài thì đi từ xoắn nhĩ, đi từ xoắn nhĩ cho tới màng nhĩ. Cái lỗ ống tai ngoài đi từ xoắn nhĩ tới màng nhĩ. Và cái màng nhĩ của chúng ta thì thấy nó nằm chếch một góc, đúng không? Chếch một góc 45 độ. Đúng không?
nó chếch từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Nên cái thành dưới của lỗ vòng tai ngoài nó sẽ lớn hơn so thành trên, có nghĩa là nó dài hơn so với cái thành trên. Và cấu tạo của lỗ vòng tai ngoài thì được cấu tạo bởi sụn, cấu tạo bởi xương. 1/3 phía ngoài của lỗ vòng tai ngoài được cấu tạo bởi các cái sụn lỗ vòng tai ngoài này, cái sụn. Trên mô hình các bạn thấy người ta thể hiện chúng ta cái màu xanh này, là cái sụn của cái ống ống tai ngoài. Còn 2/3 trong, 2/3 trong thì được cấu tạo bởi đây là cái xương nhé, phần xương nó xẻ vào trong cái phần của xương, xương thái dương. Thì đấy là về cái lỗ ống tai ngoài, nó có hai phần như vậy. 1/3 ngoài là sụn, còn 2/3 ngoài là xương. Thì nói 2/3 trong là 2/3 trong là xương, 1/3 ngoài là sụn. Thì đấy là cái toàn bộ các cái chi tiết về tai ngoài. Tai ngoài có loa tai và lỗ ống tai ngoài. Phần tiếp theo của cơ quan thị giác đó là tai giữa. Tai giữa thì bao gồm hòm tai, rồi là xoang trũng và cái lỗ vòi tai. Thì cái phần chính của tai giữa chúng ta tập trung vào cái hòm tai. Vì đối với hòm tai thì chúng ta phải xác định được các cái thành, các cái mặt của hòm tai. Thì ở cái vị trí này, khoang ở đây chính là cái hòm tai này. Hòm tai chúng ta mô tả nó như là một cái trống có hai mặt, mặt ngoài mặt trong, và có bốn thành trên dưới trước và sau. Thì các cái mặt ấy, chúng ta có thể gọi là các thành cũng được, thành ngoài thành trong. Thì ở đây các cái thành của hòm tai ấy, thì cái thành trên thì ở đây đã được mở đi. Thành trên là cái phần mặt trước trên của xương đá đã được mở ra để chúng ta thấy được cái cơ quan thính giác nằm trong xương đá. Thành tiếp theo là thành dưới. Thành dưới ở đây, thành dưới của hòm tai chính là một cái rãnh xương hẹp, rãnh xương hẹp. Qua cái rãnh xương hẹp này ấy, thì sẽ liên quan đến các cái thành phần ở phía ngoài, như là ở phía mặt dưới của xương đá, như là cái vịnh tĩnh mạch cảnh trong, nó sẽ liên quan rồi này, là phía ngoài. Còn ở cái vị trí này là cái thành trước của hòm tai, thành trước hòm tai. Trên thành trước hòm tai các bạn thấy ở đây nó có cái ống cơ búa này nằm ngay ở thành trước này, rồi có lỗ vòi nhĩ, cái lỗ thông từ hòm tai cho tới tị hầu, lỗ vòi nhĩ. Và ở thành trước có một cái liên quan rất sát với thành trước, đó là cái động mạch cảnh trong đây và đây ở dưới này. Đây động mạch cảnh trong, và cảnh trong sẽ đi vào mặt dưới xương đá và thoát ra cái đỉnh, đó là đỉnh xương đá. Và cái động mạch cảnh trong đấy nó liên quan rất mật thiết với thành trước của hòm tai, đúng không? Trong đó chúng ta còn mô tả là cái sát qua một cái vách xương mỏng, đúng không? Nên trong các trường hợp mà bị viêm tai giữa thì nó sẽ đau theo cái nhịp đập cái động mạch cảnh trong, mà cảnh trong là cái động mạch rất lớn, cấp máu cho cái cơ quan thần kinh trung ương, đó là não bộ. Thì đây là cái thành trước nhá, các cái liên quan thành trước như vậy. Tiếp theo là thành sau. Ở cái vị trí này là cái thành sau của hòm tai. Trên thành sau hòm tai thì các bạn thấy nó có cái ống thông hang sẽ thông từ hòm tai, thông hòm tai với lại xoang trũng, thì đây là cái thành sau, nó có cái chi tiết này các bạn thấy được trên mô hình. Nó còn một số các chi tiết khác các bạn không thấy, như là cái mỏm tháp không thấy này, rồi cái lồi thần kinh đoạn 3 của cái lồi thần kinh mặt, và cái lồi ống bán khuyên ngoài các bạn không thấy được. Cái thành tiếp theo sẽ đi vào thành trong. Thì ở vị trí này là cái thành trong của hòm tai. Cái thành trong hòm tai thì các bạn xác định được các cái chi tiết, như là thứ nhất là cái ụ nhô. Ụ nhô nó là cái vòng thứ nhất của cái ốc tai xương nó đẩy lồi ra. Ở phía sau trên ụ nhô thì có cửa sổ bầu dục. Và trên mô hình này các bạn xác định cái cửa sổ bầu dục bằng cách là chúng ta thấy chỗ nào có cái nền xương bàn đạp nó lắp vào, thì đây chính là cái cửa sổ bầu, chính là cửa sổ bầu dục nhá. Chỗ nền xương bàn đạp nó lắp vào đây, bầu dục. Và phía sau dưới ụ nhô thì có cái cửa sổ tròn. Cái tròn ở đây thì trên mô hình này chúng ta thấy người ta thể hiện bằng một cái hõm này. Cửa sổ tròn thì nó chính là chỗ có cái màng nhĩ phụ lắp vào đây, màng nhĩ phụ lắp đây. Nên là hai cửa sổ này, cái cửa sổ bầu dục người ta còn gọi là cửa sổ tiền đình, cửa sổ tròn người ta gọi là cửa sổ màng nhĩ, vì đấy nó có màng nhĩ phụ lắp vào. Và ở phía trước và trên ụ nhô thì có cái mỏm thìa, hay chúng ta mô tả là cái mỏm hình ốc, nơi có cái gân cơ búa nó thoát ra, hay là gân cơ căng màng nhĩ thoát ra.
Thì đấy là toàn bộ về các cái chi tiết, các chi tiết, các chi tiết ở trên cái thành trong của hòm tai, cái thành trong hòm tai. Thành tiếp theo là thành ngoài hòm tai hay còn gọi là cái thành màng nhĩ, đúng không? Ở đây nó có cái màng nhĩ và màng nhĩ nó bám vào xung quanh cái lỗ ống tai ngoài bởi bởi cái lỗ bởi bởi cái rãnh nhĩ nhá, bởi rãnh nhĩ nó bám xung quanh cái lỗ ống tai ngoài bởi rãnh nhĩ. Và màng nhĩ thì nó có hai phần, một phần trùng nó ở phía trên, hai phần phụ ấy. Phần trùng phía trên, phần phụ người ta gọi là cái màng mỏng rát neo, đúng không? Phần phụ của màng nhĩ. Còn cái phần dày ở phía dưới là cái phần chính, là phía dưới, đúng không? Phần dày ở phía dưới. Ờ, cái phần dày phía dưới thì trên các cái tranh trên mô hình thì các bạn xác định được cái nón sáng của Conizé nhé. Cái nón sáng khi chúng ta soi vào thì nó sẽ có cái góc nó phản ánh sáng. Và chính giữa cái màng nhĩ này thì nó bám một cái cán xương búa, người ta gọi đây là cái rốn nhĩ, còn rốn nhĩ. Và đấy cũng là về cái toàn bộ các thành của hòm, các thành của hòm tai. Thì sẽ nhắc lại các cái thành này. Thành trên thì ở đây nó mở đi rồi, đúng không? Các bạn thấy. Thì qua cái thành trên ấy, qua một cái vách xương nó sẽ liên quan tới tầng sọ giữa. Và thành trước thì nó nằm ở vị trí này. Thành trước nằm ở vị trí này thì ở trên thành trước thì các bạn xác định ống cơ búa, lỗ vòi nhĩ thông cho hòm tai với lại với thị hầu. Ở đây có cái có một cái liên quan, đó là cái đó là cái động mạch cảnh trong nhé, động mạch cảnh trong, động mạch cảnh trong liên quan rất sát với cái thành trước nhé, thành trước của hòm nhĩ. Ở vị trí này là cái thành sau, vị trí này là cái thành sau, thành sau của hòm tai thì các bạn xác định được cái ống thông hang nhé, ống thông hang. Xin lỗi các bạn một lát nhé. Trên thành sau của hòm tai thì mình là các bạn xác định cái ống thông hang. Ống thông hang sẽ thông cái hòm tai, thông hòm tai với lại xoang, xoang chúp. Tiếp theo thành trong. Trên thành trong thì các bạn phải xác định được nhất là cái ụ nhô hay là gò nhô, nơi nó chính là cái vòng thứ nhất của ống tai xương nó đẩy lồi ra. Hay là cái cửa sổ bầu dục, cửa sổ bầu dục là chỗ cái nền xương mặt đạm nắp vào, cửa sổ tròn thì nằm ở phía dưới cái hõm này. Hõm dưới này. Ở phía trước trên thì đây là cái mỏm thìa, hay chính là cái gò, cái mỏm hình ốc nhé, mỏm thìa nơi có gân cơ bản, gân cơ búa nó thoát ra, hay gân cơ căng màng nhĩ nó thoát ra. Cái đấy là về cái thành trong, còn thành ngoài các bạn xác định là cái màng nhĩ, màng nhĩ. Ở chính giữa màng nhĩ là cái rốn, rốn nhĩ. Và màng nhĩ nó bám xung quanh của cái ống tai ngoài. Thì đây là cái rãnh, rãnh nhĩ. Đấy là về các thành hòm tai. Còn về các cơ quan trong hòm tai thì nó có chuỗi xương con trong hòm tai. Các xương con trong hòm tai thì nó có ba cái xương. Thứ nhất đó là cái xương búa, không? Đây các bạn thấy đây là cái xương búa nhá. Với xương búa thì giải phẫu chúng ta mô tả nó có chỏm xương búa, có cán xương búa và có các cái mỏm xương búa, đúng không? Thì đây là chỏm xương búa, đây là cán xương búa nhá. Cái mỏm xương búa thì có mỏm trước, mỏm ngoài. Trên mô hình các bạn thấy đây là cái mỏm trước, cái mỏm trước của xương búa, mỏm trước. Và cái mỏm ngoài thì trên mô hình không thấy được. Thì đây là về cái xương búa, nhắc lại. Đây là chỏm xương búa này, đây là cán xương búa này, đây là cái mỏm trước nhá, mỏm trước của xương búa. Còn cái mỏm ngang thì không thấy. Cái xương thứ hai trong hòm tai các bạn thấy đó là xương đe. Thì đây là cái xương đe, cái xương đe. Với xương đe thì nó có thân xương đe, nhiều các cái trụ của xương đe hay các ngành. Không? Thì đây là cái trụ ngắn của xương đe, đây là trụ dài xương đe. Anh ta gọi là cái ngành ngang hay ngành trên đấy. Thì đối với trụ ngắn, còn trụ dài gọi là cái ngành ngành dưới xương đe. Đấy là về cái xương xương đe, đúng không? Đây, xương đe, thân xương đe, trụ ngắn, trụ dài.
Cái xương thứ ba trong vòng tay các bạn thấy đó là cái xương bàn đạp. Bàn đạp. Bàn đạp thì nó có nền, xương bàn đạp là các cái trụ, đúng không? Và cái nền xương bàn đạp này thì lắp vào cái cửa sổ bầu dục hay là cửa sổ tiền đình. Thì đây toàn bộ các cái xương trong vòng tay hay là các cái cơ quan trong vòng tay. Phần tiếp theo thì là cái cơ của vòng tay. Cái cơ ở đây chúng ta thấy có hai cái cơ, đó là cơ búa hay là cơ căng màng nhĩ và cơ bàn đạp. Cơ búa thì nó nằm trong ống cơ búa và nó phát ở cái mỏm thìa, và sau đó cái gân nó sẽ bám vào cái xương búa, nó bám vào xương búa, tác dụng làm căng màng nhĩ, gọi là cơ căng màng nhĩ được, hay là cái cơ búa. Đó. Cơ thứ hai là cơ bàn đạp, thì cơ bàn đạp trên mô hình này các bạn không thấy được nhé, cơ bàn đạp thì mô hình này không làm. Bàn đạp nó sẽ đi ra ở cái mỏm tháp ở cái thành sau á, thành sau của vòng tay. Và đấy là toàn bộ về cái tay giữa nhá. Tay giữa các cái mốc giải phẫu của các phần như vậy các bạn phải xác định được. Phần tiếp theo của cơ quan thính giác đó là tay trong. Thì các bạn thấy ở vị trí này, đây là cái tay trong. Tay trong chúng ta còn gọi là mê nhĩ, đúng không? Mê nhĩ. Thì tay trong nó rất là phức tạp. Đẹp những rãnh bên trong cái xương đá. Thì trên mô hình này các bạn thấy đây là cái hình đúc của cái ốc tai của cái mê nhĩ xương nhé, mê nhĩ xương. Thì ở cái vị trí này thì đây là cái ốc tai xương. Ở vị trí này đây là cái tiền hình xương. Và đây là các cái ống bán khuyên, bán khuyên. Thì các ống bán khuyên xương có ba ống bán khuyên, đúng không? Đó là ống bán khuyên trên, ống bán khuyên ngoài và ống bán khuyên sau. Ống bán khuyên trên thì đối với giáo trình chúng ta mô tả ấy, thì ống bán khuyên trên hay còn gọi là ống bán khuyên trước, đúng không? Trước hoặc là trên, đây trên. Và chúng ta mô tả ống bán khuyên trên thì nằm vuông góc của trục xương đá, thì đây là cái xương đá nhé, đây là cái trục của xương đá. Ống bán khuyên trên nó nằm vuông góc của trục xương đá, đúng không? Hai ống bán khuyên ngoài đây, ống bán ngoài thì nó nằm song song với trục của xương đá nhé, nằm song song trục xương đá. Ống bán khuyên thứ ba là ống bán khuyên sau, đây là ống bán khuyên sau. Ống bán khuyên sau ấy thì nó sẽ nằm đứng ngang so với trục xương đá, nằm như này. Thì đấy là cái ba cái mặt phẳng của cái ống bán khuyên, nó nằm ở trục xương đá. Nhắc lại, ống bán khuyên trên hay là trước thì nằm vuông góc trục xương đá, đúng không? Nó cắt ngang với xương đá. Ống bán khuyên ngoài thì nằm song song với trục xương đá. Ống bán khuyên sau thì nằm đứng ngang so với trục xương đá. Đây là các cái mê nhĩ xương trên mô hình này. Và cái phần mê nhĩ thì các bạn sẽ có một mô hình để chúng ta xem được cái phần mê nhĩ. Đây, mô hình này nó làm to hơn để chúng ta nhìn nó dễ hơn. Thì đây là toàn bộ về cái phần mê nhĩ của xương. Mê nhĩ có mê nhĩ xương, mê nhĩ màng. Mê nhĩ màng thì trên mô hình thể hiện màu xanh, nó nằm bên trong mê nhĩ xương. Đấy, mê nhĩ xương thì cái phần này. Và giữa mê nhĩ xương, mê nhĩ màng ấy, nó có một khoảng thì đấy chứa ngoại dịch. Còn bên trong mê nhĩ màng thì chứa nội dịch. Chúng ta đi vào từng phần một. Nhất là mê nhĩ xương. Mê nhĩ xương thì chúng ta thấy có tiền đình xương, ốc tai xương, bán khuyên xương. Thì ở đây, vị trí này, đây là cái tiền đình xương. Ở trên tiền đình xương thì các bạn phải xác định được hai cái cửa sổ. Đó là cửa sổ bầu dục và cửa sổ tròn. Cửa sổ bầu dục thì là nơi có cái nền xương bàn đạp lắp vào. Đây cửa sổ bầu dục. Hai cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn ở phía dưới nó có cái màng nhĩ phụ nó lắp vào, cửa sổ tròn. Cái đấy là hai cái cửa sổ nó nằm trên cái tiền đình xương. Tiếp theo là cái ốc tai xương. Thì đây là cái ốc tai xương, các bạn thấy đây. Ốc tai xương. Giống như hình con ốc, đúng không? Có hai vòng rưỡi nó quấn xung quanh cái trục ốc tai. Và phần ốc tai xương thì các bạn thấy là chúng ta mô tả là có ba phần, là trụ ốc tai, mảnh xoắn ốc và vòng xoắn ốc. Thì đây là cái trụ ốc tai chúng ta mô tả là có hình nón. Đây là cái đỉnh của trụ ốc tai, đây là cái nền của trụ ốc tai, và xung quanh trụ ốc tai thì mọc ra cái mảnh xương chúng ta gọi là mảnh xoắn ốc. Và cái mảnh xoắn ốc này cùng với lại cái ốc tai màng sẽ chia cái vòng xoắn ốc thành các cái tầng. Đây là cái vòng xoắn ốc. Đây vòng xoắn ốc. Vòng xoắn ốc này được cái mảnh xoắn ốc này và cái ốc tai màng chia thành hai cái tầng, là tầng tiền đình và tầng
tầng màng nhĩ. Và cái tầng tiền đình ở trên, tầng màng nhĩ ở dưới, và xác định trên dưới các bạn dựa theo cái trục của ốc tai này, dựa theo cái trục của ốc tai này, đỉnh ở phía trên này phía dưới, đúng không? Thì đây là cái tầng tiền đình. Ví dụ liên quan tới cái cửa sổ tiền đình hay cửa sổ bầu dục ấy, thì gọi là tầng tiền đình, hay thang tiền đình, hay là vị tiền đình. Còn ở phía dưới này, dưới cái vòng phần ốc này, thì ở phía dưới này nó liên quan tới cái cửa sổ bầu dục, thì nó liên quan tới cửa sổ tròn, liên quan tới cửa sổ tròn đây này, hay cửa sổ màng, hay cửa sổ màng nhĩ. Người ta gọi đấy là cái thang nhĩ, hay là tầng màng nhĩ, hay tầng, hay là vị màng nhĩ. Đấy là một cái ốc tai xương. Tiếp theo các cái ống bán khuyên. Ống bán khuyên thì các bạn thì có ba cái ống bán khuyên, đúng không? Như trên mình rồi các bạn cũng gặp. Ống bán khuyên trên, ống bán khuyên ngoài, ống bán khuyên ngoài, ống bán khuyên sau. Các ống bán khuyên này đổ vào phần tiền đình xương, đúng không? Hay liên tiếp tiền đình xương. Bởi hai cái đầu, ống bán khuyên nó liên tiếp vào tiền đình xương hai cái đầu. Thì các cái đầu này người ta cũng gọi tên, về giải phẫu người ta gọi tên. Một đầu nó phình to. Cái đầu phình to người ta gọi đây là cái trụ bóng xương nhá. Trụ bóng xương, cái đầu phình to này. Đầu phình to này. Người ta gọi là trụ bóng xương. Cái đầu nó không phình thì đối với cái ống bán khuyên ngoài thì người ta gọi là trụ xương đơn. Đối với ống bán khuyên trên và ống bán sau thì người ta gọi là trụ xương chung. Vì cái đầu này của hai ống bán khuyên này nó chập lại với nhau, sau đó mới đổ vào phần tiền đình xương. Người ta gọi đây là cái trụ xương chung nhá, chung. Còn cái ống bán khuyên ngoài gọi là trụ xương đơn. Còn cái đầu nó phình to chúng ta gọi là trụ bóng xương. Cái đấy là về toàn bộ về cái mê nhĩ xương. Tiếp theo bên trong mê nhĩ xương là mê nhĩ màng. Bạn thấy màu xanh này, cái mô hình này, màu xanh. Đây là cái mê nhĩ màng. Thì ở trong ốc tai màng thì trong ốc tai xương thì đây là ốc tai màng. Ốc tai màng. Và ốc tai màng thì các bạn thấy nó có cái màng phía trên thì gọi là cái màng tiền đình. Dưới này là cái màng nền chỗ mà nó có cơ quan cocci ấy, dưới này đây là cái màng nền, còn phía trên đây là màng tiền đình. Theo về phần tiền đình màng ấy, thì ở đây nó có cái xoan nang, cái cầu nang, thì cái hình xoan mới gọi xoan nang, hình tròn gọi là cầu nang, và giữa xoan nang cầu nang thì có ống xoan cầu nang, hay chúng ta gọi là ống nối nội dịch nhá. Gọi ống nối nội dịch thì đấy là cái ống nối nó giữa xoan nang cầu nang, gọi là ống xoan cầu hoặc ống nối nội dịch. Còn từ cái ống xoan cầu này, cái ống chạy đi lên trên màng não giáp với cái thành trên đấy, thì chỗ này người ta gọi là cái ống nội dịch, và sau đó phình to là gọi là túi bịt nội dịch. Về các cái ống bán khuyên, ống khuyên màng nó nằm trong ống bán khuyên xương và mang cùng tên nhé, mang cùng tên. Các bạn thì có ống bán khuyên xương trên thì cũng có ống bán khuyên màng trên, và ống bán khuyên còn lại cũng vậy nhé, mang cùng tên. Ống khuyên màng thì mang cùng tên ống bán khuyên xương. Và đấy là toàn bộ về các cái chi tiết trên cái mô hình. Đó. Đây là cái dây thần kinh tiền đình ốc tai, chính là dây thần kinh số 8 ấy. Chúng ta cái dây kinh này là nó có hai dây thần kinh, là dây kinh tiền đình thì đi vào phần tiền đình, dây kinh đi vào ốc tai, đi vào phần ốc tai. Đây còn ngồi trên mô hình. Và trên mô hình này các bạn thấy các cái phần của cơ quan thính giác nằm trong cái xương đá, hay nằm trong các cái phần của xương thái dương. Và đây là cái xương đá, đây là cái đỉnh xương đá. Ở đây thì cái thành trước, thành sau, đúng không? Đây. Thành trước, thành sau của xương đá đã được bóc ra, đúng không? Được mở ra, cả cái bờ trên đã được mở ra để chúng ta thấy được cái cơ quan thính giác nằm trong xương đá. Và đấy cũng là toàn bộ về các cái chi tiết trên mô hình của bài hôm nay. Ở mô hình các bạn có nhìn được không? Các bạn ơi, có về mô hình thì có chỗ nào mà chúng ta nhìn không rõ không? Không, mà không có vấn đề gì thì sau đây chúng ta lại tiếp tục tự học nhá, tự đọc nội dung của bài. Chỗ nào không hiểu thì chúng ta note nó lại, và sau đó thầy cô vào lớp thì các bạn sẽ
hỏi thầy cô để thầy cô giải thích cho nó kỹ hơn về cái nội dung của từng cái chỗ mà chúng ta không hiểu nhé. Mày tự học nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Về mô hình mà không có vấn đề gì nữa thì thầy tắt cái máy ở đây nhá, tắt máy mô hình đây nhá. Lát nữa thầy cô giải thích thì thầy cô sẽ giải